No more fun. Đáng quá. Rồi, thấy không? Này, là cái già cái lá đẹp mà tôi thấy không? Nó bắt tôi lấy uống nước trà. Uống nước trà này cho nó thưởng thức chứ còn bao nhiêu ngày đâu. Mà mình không thưởng thức cái vàng này nó uổng dữ lắm. Chiều chiều dù khi tôi mong có người nào. Đó, thấy không? Vài bữa nó bít hết rồi. Đã không? Đó, bắt đầu ngồi. Ngồi dưới cây dưới trái rồi. Ngồi chứ. Nghe đi. Quay bên đó đi. Quay ông đẻ ta khen ông lắm á. Quay bên đó đi. Này cái chính đi con. Dạ thì ngồi đi. Ngồi thì được rồi, thì ta để nói chuyện với ông chút rồi. Ông quay không? Nói chuyện gì vậy? Nó đạo rồi chơi cho nó vui. Đời nó có gì đâu, thấy ngao ngán lắm ông ơi. Con tính nhờ thầy vô ký con cái chắc. À rồi, đừng chúc đi, chúc đi. Chúc xíu ông đáng rồi. Rồi, đi. Đang tới vậy. Tội nghiệp đời người như một giấc mơ. Rồi, uống đi, tôi vô tôi ra liền nha. Dạ dạ rồi, tôi Phật thôi thầy. Không rồi, không. Qua cái bà cô Dương Hương cô ra đi mà sao cái mặt cô tươi rói à? Thấy cũng coi gì cũng cái tâm an lành. Cái thí dụ mình đi mà mình biết trước á, mình biết trước chắc chắn là mình đi á thì tâm nó an lắm. Chứ còn chớ mà bất đắc kỳ tử á thì tao thường tôi nói chết bất đắc kỳ tử thành ra không biết mình chết á, nó lờ mờ lạng vạng. Con út bả nó nói bả còn tỉnh táo bàn với nó hậu sự ra làm sao nữa. Thì đó vậy là có nghĩa là mình biết mình chết thì cái tâm mình nó an á chứ. Cho nên tức là yên tâm là chắc là mình sẽ vậy. Cho nên là nghĩ giờ thí dụ như cái cận tử nghiệp á, giờ chú làm gì không biết, nhưng mà mình luôn lúc nào trong lòng mình cũng quyết rằng là cái chết là cái chân lý kêu bằng là gì? Cố định rồi phải không? Mình luôn luôn nào mình cũng ngăn ngừa, mình cũng biết là cái chết là cái cuối cùng của một đời người, để mình bớt đi cái sự lưu luyến á. Nó hay lắm đó. Bởi tôi không là nó cái phải chỗ đó.
chứ nhiều khi gõ mõ tụng kinh rồi nói cho dữ nhưng mà rồi không có buông, không có bỏ được cái gì đó là cho theo chết rồi đó thì vẫn trở thành ngạ quỷ nha. Đừng tưởng đâu người tu tụi tôi chết không thành cô hồn nha. Có khi thầy chùa chết thành cô hồn còn nặng hơn người thế gian chú đó đó. Thì bỏ không được. Chùa bự có bỏ không được. Đệ tử đông có bỏ không được. Gia tài nhiều quá bỏ không được. Cho nên chú thấy Đức Phật là sư không? Nên nãy tôi nói bữa nay tôi không có giảng về đạo nhiều, tôi nói về tôi thất Bồng Lai. Mà nói về cái khách quan, không binh vực bên nào, không mở bên nào mà nói. Bây giờ cái tâm của chú nó thấp như này thì chú nói nó thấp. Còn tâm chú mà lên trên cao thì chú nhìn sâu xuống thì chú thấy đáng thương hết đó. Mới gọi là trò đời. Như vậy thì không đáng thương nên mình không buông ai, không bỏ ai mà cũng không lấy, không thủ. Không thủ mà không xả. Ông luật sư, trợ lý của ông luật sư Nhật Từ là đánh ai ngoài phòng khách chứ phòng gì đó. Phòng xử án đó không biết phải không? Không, cái đó là bị tử hồ. Tử hồ nó nóng, đây là bị nóng nảy mà ra. Cũng không phải, thật sự cũng không có trợ lý gì. Anh em nó giống như hồi xưa chơi một lúc, hồi thời xưa tôi đã biết rồi. Thời mà đi cái vụ này là nó có tôi một phần vô mà. Nó thành ra hồi thời đó giống như chơi chung rồi. Rồi bắt đầu thì khác phe. Rồi cuối cùng mà cùng khoe rồi đánh như, cũng như là lên tiếng chống lại Bồng Lai rồi giờ. Thì anh Bích Tư Hồ này giống như anh cũng muốn làm một cái hơi luật sư Vũ đó, Trần Quang Vũ đó. Nói chung là cái này thì bây giờ thôi thì cứ hơn thua nhau hoài vậy đó. Và bây giờ tôi ráng tôi đem hết cái tâm của tôi ra tôi nói nay nói mai nói để tôi khuyên. Mà không được thì thôi à. Tại vì hồi mở màn có tôi. Dầu tôi đóng hề, đóng gì không biết, nhưng mà tôi cũng ra tôi mở màn, hiểu không? Thì bây giờ, thì bây giờ còn coi như cái này là mới sơ thẩm thôi. Mà nếu mà, thôi giờ mọi người hạ chút đi chứ hơn thua cũng được cái gì. Bây giờ giáo hội, thầy Nhật Từ với thầy Minh Thiện là đại diện cái giáo hội. Mà đại diện giáo hội á, mà bây giờ khi mà người ta đã ngã ngựa và xử ta vô tù tội rồi đó, mà mình mừng, mình vỗ tay, mình cười thì mình tự bi mình ở đâu? Có công nhận được đó không? Mà bây giờ cái ông cụ này bây giờ ổng cứ nghe lời mấy youtuber, ổng nó giờ có án tù rồi, bây giờ có xử lại thì cũng cứ khao cũng có tù à. Bởi vì cái này họ nghiên cứu rất kỹ rồi. 3 năm trời rồi còn cái gì nữa, ông hiểu không? 3 năm trời mà tại vì bây giờ cái giáo hội Phật giáo Việt Nam nó có cái giáo quyền. Người ta có giáo quyền, ta thí dụ bây giờ tôi nè, nãy tôi nói ở đây tôi là Như Hòa Phật viện nè. Bây giờ tôi đối chú mà chú đi xin cái chữ y như tôi đã cho chú đó. Đã trong khi chính phủ đã cho rồi. Đó. Thì tôi có giáo quyền là chú đi xin tôi thưa chú à. Còn cái giáo hội giáo Việt Nam cũng vậy. Giờ cái đất nước nó nhỏ hay gì mình không biết có lực không lực gì mất, nhưng mà người ta có giáo quyền người ta rồi. Bây giờ anh nói gì? Giờ nói là tôi tu tại gia. Tôi tại gia sao cậu đầu? Sao mà áo nâu? Ở đây theo đạo Hòa Hảo mà không ai nói Hòa Hảo mà Hòa Hảo nâu, nhưng mà họ có bới tóc à. Cái chị có cái giáo quyền của họ nữa, nói giờ mình nói cỡ nào đi nữa thì mình cũng thua à. Tại vì mình mượn cái đó là bây giờ đi cái nhóm luật sư nó cố vấn á thì nói rằng là tôn giáo không, nếu tôn giáo không đâu có đem ra xử ngày hôm nay. Ông thấy chứ, cái này là đi dính liếu qua đây xử là sự dính liếu tới tôn giáo người ta thưa anh. Rồi bây giờ á sở dĩ không phải yên đâu, đâu phải xử một vụ này xong. Còn cái vụ mà vụ Diễm My nè, rồi vụ loạn lưng nè, mà họ có loạn không? Không có loạn thì mình không biết. Cái đó là tôi vô tôi bàn qua tôi không nói loạn, nhưng mà phải nó còn lâu ra nữa. Mà tôi nhớ là nó lâu ra thì nó còn kéo dài ra thì còn xử. Cứ đã vô tù rồi vụ này rồi còn xử vụ kia chịu gì nổi chú. Mà trong khi ông cụ Lê Tùng Văn bây giờ 92 rồi thì bây giờ tôi tha thiết vậy đó, nếu những ai mà thương cụ thật sự á thì thôi, tới đây thì coi như nó cũng đã quá rồi, thôi bây giờ cũng mình giống như mình nói theo kiểu ngày xưa tao từ bi chỗ là nó cũng chưa có chết ai, phải không? Chưa có chết ai thì thôi tha thứ cho nhau đi. Có nghĩa là bây giờ ông cụ này giờ ông cũng có cái bản ngã ông thì đạo nó còn đời, đời nó còn đạo.
nó còn tương quan tương nhiên, thì bây giờ đời của mình đó thì mai là có đó là kính lão đắc thọ hay là kính lão đắc tràng. Thì ông cụ đây tụi ra ông dạy ông chữa ông dịch từ ngu như bò thì thôi thì cũng chẳng có sao. Tại vì cái đó luật sư mà bên Thiền Am bảo vệ nó hỏi chứ, hỏi bên luật sư bên đây hỏi chứ, hỏi bên nhóm thầy trực từ chứ là có ai mà gọi là khảo sát xác minh được là con bò nó ngu không? Tại cái luật sư này ngu trước là bây giờ vô tình á, mà luật sư là sao ngu, ta hỏi tới luật sư là sao ngu phải không? Chứ mà mình vô tình hỏi câu đó thì bên luật sư của bên thầy trực từ họ phản đòn không có kịp. Ở đâu kiểu cho nên một hồi họ mới nhớ lại thì họ mới nói là cái ai dám đụng tới nói Chúa ngu chứ mà là vô tình lên đụng tới tôn giáo cho thấy chưa. Sải chi mình ông nói ông Phật thì mình lấy ông Chúa đó mình nói còn có lý phải không? Còn thầy trực từ là sao sánh được với ông Đức Chúa đó, cho nên vô tình như vậy nó mới gọi là hở xương. Là vậy là khi tôi với Chúa ngồi bàn vậy là có đụng tới cái tôn giáo người ta rồi, vô tình bây giờ phản đòi không kịp nhớ lại, cuối cùng làm luật sư mà không bình tĩnh nó thất bại hết trơn à. Còn anh là luật sư anh già rồi, anh học 20 năm mới ra, từ hồi lúc mẫu giáo cho tới ra luật sư phải 20 năm không, 20 năm trường, không lẽ anh không từng nghe ông bà dân gia tôi nói mày sao ngu như bò sao? Và giờ đi hỏi câu đó ai là người chứng minh được bò nó ngu chi cho nó có chuyện, cuối cùng tào lao phú đế không à. Thì bây giờ vô tình cái nhóm luật sư này á, giờ đi đâu về đâu nữa cũng tụi mấy đi shopper đó đây luật sư khôn như bò hiểu lại đó không, nó thành cái tài hiệu đó nó chết người luôn cái chú tưởng á, khôn hơn bò, khôn hơn bò à. Nó vô tình đó, mình đứng cái bàn mình thấy cuối cùng á nó là trò, cái trò trẻ con trẻ nít không à, hãy càng không bình tĩnh thì mình càng thất bại cho theo. Thành ra tôi mới nhớ là hồi tôi nít sao tôi cũng y vậy đó. Bây giờ á là xử vậy là tối nay nè, thì cái người mà không ưa vòng lai á thì không mừng rồi đó. Rồi cái người mà ưa vòng lai á thì họ bực bội, họ tìm cách trả thù, cuối cùng tối nay cũng chẳng ai ngủ được. Tối nay cả gia đình ông Lê Tùng Vân thì càng ngủ không được, mà chiến thắng như thầy Nhật Từ, thầy Minh Thiện như Phật giáo cũng đâu có ngủ được. Đầu khi mình khách quan mình làm tôi 2 ngày trời, tôi phải ra tôi coi họ, hầu như là họ đấu lý mình học hỏi cái hay, ai ngờ cuối cùng học được cái chữ ngu như bò. 2 ngày trời học được cái câu ngu như bò. Không, từng cổ chứ kim á nghe, con mới biết, con mới hiểu được, mới nghe được á, là mấy ông thầy tu đi thưa cư sĩ. Ông xác định Lê Tùng Vân là cư sĩ, không phải là nhà tu à, hay là gì đó, ông nói người ta không gì đó mà ông với danh nghĩa là thầy chùa là Phật giáo đó nghe, mà đi thưa thầy khác hoặc là cư sĩ đó là một hành động kỳ lạ quá, xưa nay hiếm à. Không, nhưng mà tại vì cái này nó có cái này, nó có cái kia, chứ nói vậy thì cũng không được. Bởi vì á, hồi xưa nó khác, thời nay nó có cái giáo quyền, mà ai mà mượn cái đạo mình làm quá thì cũng chịu không nổi, nó ngay vậy. Ví dụ bây giờ cứ không lẽ đổi thừa từ bi rồi muốn nói sao cũng không được nữa. Thì kiếm cái tay khác đi, chứ còn đừng ông đứng ra ông đứng đưa rồi nó kỳ quá. Ông kiếm cái lý do khác đi để ông... Không, lý do là tại vì ông cụ này ông chửi tự nhiên này ông chửi sản lên vậy đó. Thì nói chung nó thôi, không mà cái này nó cũng phải một đời đâu chú ba ơi. Tôi nói cái hồi mà thời mới vừa khởi mầm, tôi nói ví dụ như Diễm My này nè, nó với cái vụ bồng lai này đó là cái mối quan thù của nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi, khiến tới đời thời này con nhỏ nó đầu thai lên để nó mới dẹp cái vụ bồng lai này. Ông thấy không, thật sự thấy là thương nhưng mà là thù gì vậy? Không có cái con ông thấy mình tưởng đâu là thương nhưng người nó là thù. Giống như bà Tô Đắc Kỷ thấy không, Tô Đắc Kỷ với Trụ Dương á, khi mà đem Tô Đắc Kỷ ra xử, bà nói thật sự bà nói với ông gì mà xử Tô Đắc Kỷ đó, ông già ông quan gì đó, bà nói đại quan ơi, Tô Đắc Kỷ thì theo lẽ đâu có làm được điều gì sai đâu,
đang yên ấm ở quê trăng thanh nước bạc nuôi cha nuôi mẹ, tự nhiên cái bắt đi cấm cung. Thì đang nói chuyện với thầy chút xíu nha. Ok. Ủa, cô hồ chợ nhỏ hả? Nó đang ở Trăng Thanh mây bạc ngon lành, cái đi cái bắt ta đi cấm cung, ta tiến cung rồi thành ra đi ngang cái miếu đó, thì đó, vô tình cái giống như là ông trụ Dương hồi ông vô ông thấy cái bà nữ hoa gì đó, bà hay là bà gì mà lên mẫu gì đó đẹp quá, rồi ông mê ông viết cái bài thơ rồi bảo không có nhà với nữ hoa đương đương đó. Nó vô tình bảo mới dạy quá, nó người mất dạy. Chỉ có vậy thôi mà thành câu chuyện dài sọc đó. Thì cái này là không phải quan trái là gì, vô tình tới cái giờ mà đem đắc kỹ ra, tôi đắc kỹ ra mà xử thì bà đó thật sự bà đâu biết gì đâu, bà là một người con gái nhà quê, bà chẳng có chút sắc hương rồi bị con yêu tinh đó, nó chứ bà cũng đâu có tình, bà làm cho điêu đứng vô trụ đâu. Thì con Diễm My này nó cũng vậy, nó cũng đâu có gì đâu, tự nhiên nó khiến nó là nhân quả đó. Bởi vì cho nên tin đạo Phật là tin chỗ đó mới là hay đó, thấy không? Vô tình thì cái đám này tự nhiên thấy nhỏ kia thương là thương, giống như tôi cũng không đặt cái vấn đề tình ái đi. Bây giờ cái chuyện đó, cái chuyện có không thì mình đâu phải ở trong bụng ta đâu mà. Thương là cái tình đạo, muốn nhỏ này nó vô làm tín đồ này kia nọ thôi, tùm lum, cuối cùng chẳng qua cũng vì vô minh hết. Nghiệp báo rồi lưng hầu rồi vô minh rồi lậu hoặc, có nhiêu đó mà đã làm cho điêu đứng. Bởi vì Đức Phật dạy cái người nào thấy nhân duyên á là người đó thấy pháp, mà người nào thấy pháp là thấy được Như Lai á. Mình quán cái nhân duyên, chú ơi, quán cái nhân duyên đi. Uống hả? Dạ, mình hãy nên quán chiếu cái nhân duyên. Tôi đang nấu cái chân nấm đông cô. Chân nấm người ta nghèo, người ta ăn tay nấm, tôi nghèo tôi ăn chân nấm, người ta giàu người ta ăn tay nấm. Nói cho tôi thích là cái chân nấm á, không có là không cái chân không á, nó chịu khó nấu cho nó mềm ra, cái đi kho khô á, kho khô để gừng để tiêu đồ. Đang nấu thì tôi coi nó đạo gì đó. Mai là con người mình á, sống có mấy chục năm á ha, mà nó đủ chuyện hết trên tầng đời này. Chứ người mình sống mà nếu mà ấn định người sống phải 200 tuổi, 300 tuổi thôi chứ ai chịu nổi. Mai là không tới 100 tuổi đó, mà nói sâu xa hơn là nó vô thường á, mà nó đủ thứ chuyện. Thầy mua quất cô à. Hello. Ừ. Sao biểu thứ hai rồi biết cái thứ hai sao mà bay thế? Sao vậy hả? Không có tính gì thêm hả? Có không? Bánh đi, bánh này nó làm là đỡ ngọt nè. Hôm trước làm ngọt lắm, trong nay đỡ ngọt. Nó cũng có sự góp ý á. Nó giàu lắm.
dầu đó, thì coi cái nhà máy của nó cũng dầu miền Tây nó làm cái nhà máy như vậy. Sóc Trăng giờ giàu lắm, nhiều là bánh bía giàu không? Bánh bía không, bánh bía không. Ngồi nhìn lại á, hạnh phúc hay đau khổ là do mình hết. Mình chạy theo cái trần nhiều chừng nào thì mình đau khổ nhiều đó chứ rồi. Bây giờ tôi thấy á, thôi tôi cũng cầu nguyện cho cái tâm tôi được về hoài đi, trồng rau có ăn rồi có mình sinh sống vậy, vậy đi, không có hơn thua gì chứ cho nó mệt mỏi quá rồi. Nó ngồi nhìn á, nhìn mấy bạc, nhìn trăng thanh, nhìn trời, nó đã ơi, hết tức đã. Mà vậy mà có khi mình không giữ được cái đó nha. Có khi cái mình không nhìn, mà mình tưởng tượng, ngồi đó tưởng. Tưởng tượng là phải có chùa to, bực bự. Mình không có thỏa mãn với chính mình. Ừ. Chứ mình tưởng, biết, mình biết cho nên nó tưởng là cái khổ mà mình cứ mình tưởng. Chứ mình biết dừng lại ở đó, mình cho là vậy là đủ rồi đó. Mình đi túc, tiệm túc. Tối cái gì? Làm mệt, mấy nay tôi tập nha. Tôi tập rồi nè. Làm mệt, trưa này tôi tắm đi. Tôi làm một đã một giấc cái tôi tắm. Tắm xong rồi tôi ăn được. Nấu gì ăn uống xong rồi tôi ngủ một giấc cái tôi, là tôi tắm rồi. Ra tôi làm thôi, không có cho nó dơ nhiều nữa. Chỉ nó dơ cái cặp giò với lỡ có bụi đầu mặt thôi. Tối là mệt vô thay bộ đồ này ra. Thay bộ đồ sạch sẽ bình mặt chứ rồi đừng xách cái gói ra mình in dưới đất mình ngủ vậy trời ơi nó an nhàn ơi là an nhàn. Nhưng mà nó khổ là bây giờ bắt đầu nó đau cái chân, bắt đầu già thì nó lại có cái khổ phải không? Chứ nếu mà trời nghĩ mà 10 năm trước mà nghĩ được như bây giờ là tôi hạnh phúc, vô vàng hạnh phúc. Mình nói trên đời thế gian mình nói thôi kệ mẹ đi. Cái gì nó tới, trần đời nó hơn thua kệ mẹ nó đi. Mình lo mình ngủ an nhàn mà 10 năm trước mình muốn vậy thì không muốn vậy. Không được vậy. Bây giờ muốn vậy cái bắt đầu chân mỏi gối nó dùng. Trời ơi nằm xuống rồi một cái chú biết không, nó an nhàn lắm nhưng mà mỗi lần đứng dậy nó trần thân rồi bắt đầu sao. Uống cái này có khi ngủ không được. Uống mà nhiều quá cứ đi tiểu hoài. Ví dụ vậy đó chú thấy bị làm mệt nè. Đó bắt đầu nó làm bởi vì nó khổ hành khổ hoại khổ. Nó mới chứng minh thực tế khổ là vậy đó. Nhưng mà tiểu đường nó nghe là uống trà nó thay nước là không được. Không, tôi thì không có tiểu đường. Không, thì ý nói vậy đó. Con bị nhà uống tử. Cái thời 10 năm trước mắc dịch mắc đôi gì mình suy nghĩ đủ thứ. Mình chạy theo cái này, mình chạy theo cái nọ, mình muốn đóng góp cái kia. Cái giờ này mình hiểu rõ rồi, muốn ngủ, ngủ không được. Cái thành ra nó hành khổ. Hoại khổ, hành khổ. Thành ra, nhưng mà điều đó ngay á, không trải nghiệm vậy thì không hiểu được là Phật dạy nghe chú. Không khổ khổ, không hành khổ, không hoại khổ được. Để tự mình hiểu mình á, mình làm ra để mình hiểu thì nó dễ hiểu hơn là mình nghe người ta nói rồi mình ráng đi tìm hiểu thì khó hiểu. Như tụi chú nói xin lỗi, nếu mà 20-30 năm về trước á, mà chú tối chú muốn khách cái gối chú nằm đâu chú nằm nó mát mẻ như vậy thì chú an lành biết bao nhiêu không? Mà 20-30 năm về trước phải lo gì lo làm ra đồng tiền, bát gạo, danh vọng, nhà cửa, xe cộ. Cái đó là nó sự thật phải không? Đâu đã. Đâu đã nhau. Rồi bây giờ á thì nó an lành rồi thì nó lại không ngủ được. Nằm xuống rồi nó nhức mỏi, nó ho. Đêm nào con cũng phải tới 11 giờ rưỡi, 12 giờ khuya đó. Mới tắt cái máy vô giường là chỉ có nằm xuống là ngủ thôi. Cho nên nó khổ khổ, hành khổ rồi hoại khổ. Rồi bắt đầu sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ. Ngủ ấm thí thành khổ. Thành ra các vị tu hành ta sợ ta chạy là ta gọi là ta không có luân hồi sinh tử nữa đó, gọi là giải quyết cái chuyện sinh tử đó. Nhưng mà rồi tôi đặt lại là giải quyết sinh tử rồi mình đã ở đâu? Không lẽ lơ lửng lên hư không? Có chỗ dựa không? Nói vậy cũng không được nữa. Cho nên giải quyết sinh tử có nghĩa là làm sao mình thọ cái thân này mình không đắm nhiễm, mình không đắm đuối, mình không bệnh tật. Chừng nào muốn chết là chết, nghĩa là mình sống được cái tâm nó an á. Đó cho nên mà muốn giải quyết đó là cái ý thức mình nó đòi hỏi dữ lắm à.
Cuối cùng tu là chẳng qua cái ý thôi à. Mình cho nó dừng lại cái ý mình á thôi. Chú có phước sao chú tu chú ba? Không có phước là đi tìm bây giờ. Thí dụ như tụi chú nói xin lỗi, nếu chú ở Việt Nam nó đâu phải ai cũng được như chú đâu. Bây giờ Việt Nam chưa chắc gì chú được về, phải không? Có khi chú giờ này chú đi bán, nói xin lỗi nha, chú phải tu trù nha. Biết đâu mình không có phước đi bán từng tờ giá số, phải không? Có nhiều ông tuổi của chú đi gánh bán từng ổ bánh bò. Rồi thời gian đâu mà tu. Không có phước tu không được nữa. Mà phước nhiều quá đó. Ví dụ như chú tuổi giờ vậy, chú làm cha của mấy con ông giám đốc, rồi con ông nó giám đốc nữa, rồi cha của mấy giám đốc tiền không à. Cái chú sinh cái tật. Thấy không? Đúng rồi. Sinh tật cũng khó tu nữa. Cho nên không phước cũng khó tu, mà có phước cũng khó tu nữa. Rồi đó. Bởi cho nên á, cái chuyện tu hành mà nó dễ là phận cái trơn rồi. Đúng rồi. Chính xác. Dễ quá là thành Phật hết rồi. Bởi cho nên đâu phải dễ. Nó phải mở miệng nói tu là hành liền, dễ tu đâu. Rồi bởi vì cho nên tôi nói ra nó rõ ràng vậy đó, cho ai hiểu. Có phước cũng không tu, không dễ tu, mà vô phước cũng không dễ tu nữa. Do cái ý thức mình thôi. Ráng làm sao tự tại đi, cũng dễ tu. Có. Nếu tôi thấy tu phải dễ không? Mới tu đông mà trở thành giống đầy đó. Mấy ông thầy coi vậy chứ cũng gian trung lắm rồi. Cũng ba chuyện bảy nổi rồi cũng thành cô hồn chứ phải đâu, phải thầy tu cũng thành cô hồn đâu. Cho nên thôi bây giờ thân ngày nấy lo, ta nay lên qua biển Trần Phù, hãy xuyên tu thì nổi gì đó, dụng tu thì chìm. Bây giờ do ý thức của mình, mình tự mình và tôi với chú rồi với ông Đan để thôi, mình cũng có may mắn nè, chứ mình ngồi mình nói đạo chơi gì nè, cũng là chơi thôi nghe chú, chứ nó có gì thật đâu, không có gì thật. Đạo chơi nè, rồi ai có duyên nghe, nói ngay có nhiều người ta cũng cảm ơn chú, nói thật thiệt, nói ta viết trong comment ông coi với cái YouTube đó, nói chú ba chứ nói những câu nghe nó cũng thấm lắm á, không có nghiên cứu, rồi ông Đan thì cũng cảm ơn ông Đan có nhụn cười. Cũng có nghiên cứu vậy thôi. Giờ mấy huynh đệ thầy trò chú cháu như đời chú đáng tuổi cha chú tôi ông Nam cũng vậy, rồi chú cháu thầy trò huynh đệ, nếu mình đứng cái khuya nào thì cái giai đó trò thì cũng không có ngã mạng gì với mấy ông. Thấy không, tôi đâu có kêu mấy ông bằng con bằng gì đâu, tôi đâu có dám. Thì đời ví dụ khi nào đáng chuyện đời là tôi phải học với mấy ông, học mấy ông chuyện đạo thì phải bàn luận mấy ông, học với tôi, bởi vì dầu gì tôi cũng là người gần gũi với giáo pháp nhiều hơn. Nhưng mà nếu tôi gã mạng thì tôi rớt. Thấy không? Mình đừng thấy mình giỏi, đợi mình thấy mình giỏi là mình rớt. Mình may mắn lắm mình biết được vài câu. Nhưng mà ngắm lại mình, tôi thấy tôi hạnh phúc. Ngồi vậy là phải hạnh phúc rồi. Thấy không? Ngồi vậy mình thấy mấy cây leo tôi chịu lắm. Tối ra đây có trăng nữa không? Hay mà mình nói chuyện ai? Nói chuyện với cô nội này thì nói ra thì cứ dễ phiền não. Mình ra phải chứ nói chuyện được với chú đổ đỡ. Không, có khi thầy nói với chính mình cũng hay lắm à. Dạ. Tức là mình tự tại đó. Nói chính mình. Mà không có thời giờ. Cái mùa này không có thời giờ. À. Tại vì tưới lên cái 9 giờ mới vô. 9 giờ. Tại nắng mới, ban ngày tôi đâu làm nổi. 10 giờ tôi bắt đầu có trăng. 4 giờ tôi bắt đầu tôi ra. Ngày nào 10 giờ có trăng rồi đó. Rồi thôi. Mệt rồi ha. Thôi không có đâu. Tranh thủ ngủ được chút nào hay chút đó. Ngủ không được. Mà hôm qua được mấy phao? Hôm qua có cắt không? Có. 4 phao. 4 phao. Nay nghỉ mai cắt. Dạ. Ngày nào cũng được 4 phao này. Dạ, nếu mà cắt thì ngày nào cũng có. À, ớt có chưa thầy? Đó mới chín mấy trái à. À, mới chín em. Mới có mấy trái à, mới không đều. Mới ớt lên không đều. Ờ, ngày 4 phao thì cũng được 20-30. Thì đó thì cho nó vui. Nếu mà tại tôi đi chợ giờ, rồi đi chợ giờ nó mắc lắm nha.
ngày hôm qua chuối xứ vậy đó mà một đồng 69 một phao. Ừ. Em hốt về đặng ngày mai có bánh. Mà hốt về đặng lúc nào tôi cũng gói đầu hết đó, có nghĩa là tôi phải có cái mới này thì tôi mới lấy cái cũ tôi gói. Ai đặt có ai đặt nữa gói số. Hôm tôi có, thứ bảy tôi có khách. Thứ bảy có mấy Phật tử đi xi xuống nè. Lúc nào tôi cũng gói đầu vậy đó. Ví dụ như mình chuẩn bị mình gói thì mình để mình nói chứ biết rằng không lo. Mình không lo nghĩa là cái tâm mình đó thôi chứ còn cái hiện tượng là mình phải lo. Ví dụ hỏi chú mình nó không lo rồi tới chừng mình đi gói bánh, tới nói gói bánh không có miếng lá chuối lấy đầu gói. Thấy không? Ví dụ như ngày tôi còn 4 sắp lá chuối thì bây giờ ngày qua tôi phải đi mua 4 sắp nữa đi. Và bây giờ mình gói 4 sắp cũ thì 4 sắp mới mình còn lúc nào gói đầu. Vậy gói đầu. Bữa nay cây bầu bên đây có trái rồi nè. Có chưa? Có rồi đó. Mà nó chưa thòng ở giữa thôi chứ bìa có rồi đó. Bìa có rồi đó. Bìa có điều giữa này chưa có. Giữa nay mai nó thòng xuống một hai trái nữa mới đã. Ra đây thưởng thức ghe bầu nè. Dạ. Ra đây thưởng thức ghe bầu. Đó mấy ông bầu đây đó. Thưởng thức ghe bầu. Đời ta bớt khổ cho đời nó thêm vui. Nhất anh nhất này rồi. Nhất gì tới hai ngày nay mà coi hai bữa trời mới xử cái vụ bớt khổ cho một like đi. Xong rồi đó nhưng mà xử sơ thẩm thôi nhưng mà ngồi mình coi đó mình học hỏi đi đó. Ngồi đây thưởng thức dây bầu cho đời bớt khổ.